Tôi sẽ quay thêm một video nữa về chiếc âm ly Kenwood V6000 này, bán giá 3,5 triệu. Âm ly sản xuất tại Nhật Bản, đánh hai đôi loa chính AB, A cũng B và có thêm một cái vài cái loa phụ nữa. Nhưng con âm ly này phải nói là hàng rất gấu và nặng, to, dày. Bề sâu và bề ngang nó gần như nhau. Đây nó vận chuyển nó bong cái lớp sơn phủ thôi. Nói chung hàng còn khá ok với cái giá cỏ này. Trên âm ly có chỉnh bát chép đường vào âm thanh, cân loa. Tiếng rất khỏe và to, con này chạy 8 giò than, loại to. Tôi quay qua mặt sau rồi mở nhạc to. Có cầu chữ U. Đôi loa A phía trên, đôi loa B phía dưới. Đây là thông số kỹ thuật. 100V, 240W, sản xuất tại Nhật. Điện 100V, số series con này là 098. Tiếng cực khỏe luôn, dày dặn. Bề sâu bằng bề ngang. Tầm 43-44cm. Và chúng ta đi vào trong mơ. Năm 2005 tôi trở về vùng đất thanh thang. Tôi gặp người tình cũ bên đường. Bây giờ tiếng đánh rất dày dặn luôn. Chất âm nó không thua kém gì những con âm ly 6-7 triệu tôi bán luôn. Nói thật luôn. Và sống đam mê, còn đang sống vài những năm sau. Người hãy nói mắt trong sâu mình xem có. Cửa tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú, Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đến tận nơi hoặc đặt tiền cọc 1 triệu tôi gửi hàng đi. Qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển của bộ chị xin chào.